Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu những ai nên bổ sung canxi và những ai thì không nên uống canxi. Nếu như cả nhà quan tâm thì Trang có hai phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Phần đầu tiên, những ai thì nên uống canxi? Canxi là một trong những các khoáng chất mà được rất nhiều người sử dụng để bổ sung thêm vào trong cái khẩu phần dinh dưỡng hay là chăm sóc sức khỏe cho mình. Việc bổ sung canxi thì rất cần thiết cho sức khỏe, cho những cái vấn đề cải thiện sức khỏe, đặc biệt là những cái vấn đề về xương của chúng ta. Vậy những cái trường hợp nào thì chúng ta cần phải bổ sung canxi? Hãy điểm danh cùng với Trang nhé. Đầu tiên, loãng xương hoặc là những người có nguy cơ bị loãng xương. Thì canxi nó sẽ giúp cho bạn duy trì cái mật độ trong xương và giảm nguy cơ gây loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ mãn kinh, là do cái nồng độ estrogen nó sẽ làm mất canxi từ xương, đặc biệt ở những người phụ nữ bước vào độ tuổi mãn kinh. Người cao tuổi thì xương sẽ dần yếu đi theo thời gian. Những người có tiền sử gãy xương là do mật độ xương thấp, như là có nguy cơ gây loãng xương đó, thì nó sẽ rất là dễ gãy xương cả nhà ha. Thì đó là trường hợp đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đến canxi. Trường hợp thứ hai, hạ canxi máu hay còn gọi là hypocalcemia. Thì bệnh nhân có nồng độ canxi trong máu thấp, như là những bệnh nhân bị bệnh cường giáp hoặc là những cái bệnh nhân gặp vấn đề về cường cận giáp. Ở những bệnh nhân suy thận mãn tính hoặc là những bệnh nhân gặp hội chứng kém hấp thu, như là viêm ruột hoặc là đã cắt bỏ một phần của dạ dày, thì những trường hợp này rất gây dễ hạ canxi máu, chúng ta cần phải bổ sung canxi đưa vào cơ thể của mình. Trường hợp thứ ba, bệnh loãng xương thứ phát do thuốc. Thì những người sử dụng lâu dài thuốc nhóm corticoid đó mọi người ha, như là prednisone, thì rất dễ bị giảm mật độ của xương, thì cần bổ sung canxi để ngăn ngừa cái tình trạng này. Trường hợp thứ tư, phụ nữ đang mang thai và phụ nữ cho con bú. Đây là hai cái trường hợp đặc biệt các bạn ha, bởi vì để hỗ trợ cho sự phát triển xương của thai nhi và ngăn ngừa loãng xương sau sinh ở mẹ đó, thì cần phải bổ sung canxi cho người mẹ. Và nhu cầu bổ sung canxi trong giai đoạn mang thai và cho con bú rất là cần thiết cả nhà nhé. Trường hợp thứ năm, trẻ em chậm phát triển hoặc là trẻ bị còi xương. Trẻ thiếu canxi có thể gặp phải tình trạng như là chậm mọc răng, xương yếu hoặc là biến dạng cả nhà nhé. Trường hợp thứ sáu, một số những cái bệnh lý khác, như là tăng huyết áp thai kỳ. Canxi có thể làm giảm nguy cơ tiền sản giật ở phụ nữ mang thai. Bệnh lý về xương và răng như là loạn sản xương hoặc là gãy xương do tai nạn. Thì đó là những cái kiến thức xoay quanh để giúp ích cho chúng ta thấy được rằng những trường hợp nào thì bạn cần nên ưu tiên bổ sung canxi vào cơ thể. Thì những trường hợp Trang liệt kê là những trường hợp phổ biến nhất thôi các bạn ha, và tất nhiên sẽ còn những cái trường hợp khác nữa. Và khi chúng ta đi thăm khám thì bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn nhé. Phần thứ hai, những trường hợp nào thì không cần phải bổ sung canxi? Hoặc là thận trọng khi bổ sung canxi. Thì một số những cái bệnh lý hoặc là tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn
mặt đòi hỏi cái việc là cần phải hạn chế hoặc là cẩn trọng khi bổ sung canxi, thì chúng ta có thể điểm danh một vài những trường hợp sau đây. Đầu tiên như là bạn bị sỏi thận. Sỏi do canxi oxalat hoặc là canxi phosphat mọi người ha. Thì canxi dư thừa có thể lắng đọng trong thận và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Lời khuyên cho những bệnh nhân sỏi thận nếu cần bổ sung thì hãy uống với một cái liều lượng hợp lý nhất và bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn. Và nhớ là uống nhiều nước để giảm nguy cơ hình thành sỏi. Trường hợp thứ hai không nên sử dụng là ở những bệnh nhân tăng canxi máu. Và những cái trường hợp tăng canxi máu thì các tình trạng này nó gây cái nồng độ canxi trong máu tăng cao, như là ở những bệnh nhân cường cận giáp nha, hoặc là một số những cái bệnh nhân ung thư, như là ung thư xương hoặc là ung thư di căn đến xương. Ngộ độc vitamin D. Thì trong các trường hợp này thì việc bổ sung canxi nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng bệnh lý hiện tại của bạn. Trường hợp thứ ba, bệnh suy thận ở giai đoạn cuối. Thì đối với những bệnh nhân suy thận ở giai đoạn cuối các bạn ha, thì có thể gây tích lũy canxi trong máu, làm tăng nguy cơ lắng đọng canxi tại mô mềm hoặc là động mạch, như là nó gây vôi hóa mạch máu và nó rất là nguy hiểm đối với sức khỏe các bạn nhé. Trường hợp thứ tư, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng. Thì ở những cái bệnh nhân gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, như là những người bị tiêu chảy nè, hoặc là táo bón nặng, do những cái rối loạn tiêu hóa như là viêm đại tràng hay là bệnh Crohn, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng bởi cái việc bổ sung canxi. Nếu như bạn muốn thì phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng trong những trường hợp này nhé. Trường hợp thứ năm, người mắc các bệnh về tim mạch. Thì một số những cái nghiên cứu gợi ý rằng cái việc bổ sung canxi đó có thể làm tăng nguy cơ vôi hóa động mạch. Vì vậy những người mắc bệnh tim mạch thì cần được bác sĩ chỉ định liều lượng cẩn thận. Và hạn chế tình trạng vôi hóa thì chúng ta phải bổ sung thêm vitamin D và K2 nữa cả nhà ha, để cho cái việc hấp thu canxi và đưa canxi đến những cái mô đích như là xương và răng nó tốt hơn, tránh cái trường hợp lắng động tại các mô mềm. Và lưu ý giúp Trang, thời gian bổ sung canxi thì bạn uống vào lúc sáng hoặc là buổi trưa, uống sau khi ăn. Về liều lượng hợp lý thì tùy thuộc vào bệnh lý thì bạn nên bổ sung từ 500mg đến 1000mg trên một ngày, tránh bổ sung vượt quá 2500mg trên một ngày. Nhớ là phải kết hợp thêm vitamin D, thì vitamin D nó sẽ giúp tăng cường hấp thụ canxi và giảm nguy cơ tích lũy không mong muốn. Nếu được thì bổ sung thêm K2 nữa các bạn nhé. Nếu như bạn có bất kỳ những cái bệnh lý nền nào thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc bổ sung canxi cho cơ thể của mình. Thì đó là những cái kiến thức trong cái chủ đề ngày hôm nay mà Trang có thể chia sẻ đến tất cả các bạn. Và nếu như bạn quan tâm thêm nữa về những cái vấn đề xoay quanh canxi thì có thể tham khảo những cái video tiếp theo của Trang ha. Bởi vì mỗi cái video thì Trang chỉ chia sẻ một cái phần ngắn gọn để cho mọi người tìm hiểu sâu hơn về cái chủ đề mà chúng ta đề cập thôi. Nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.